Chào các bạn. Tôi kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện về khi phụ nữ là luật sư đến tòa, để các bạn hiểu rằng phụ nữ cái vai trò trong cái gia đình quan trọng lắm. Và khi mà anh ra xã hội thì khách hàng yêu cầu anh cũng vẫn phải bình đẳng giống như những cái luật sư khác. Do đó thì tôi nghĩ rằng video này có rất nhiều đồng nghiệp nữ sẽ xem. Và tôi sẽ bỏ hết, các bạn ạ, bỏ hết những cái khó khăn của phụ nữ là luật sư. Tôi chỉ lấy những cái ưu thế khi phụ nữ là luật sư. Các bạn biết không, tôi làm luật sư. Lúc đó thì khi mà tôi chuẩn bị học cái khóa đào tạo của Học viện Tư pháp năm 2004 đó, thì có một người trong dòng họ nói với tôi rằng là, dĩ nhiên là bên dòng họ với bên gia đình anh, nói với tôi rằng là thôi đừng có cho nó học, nó học mai mốt mà nó làm luật sư nó cãi chồng á. Tôi nghĩ trong bụng như thế này, tôi bị nghĩ như nè, cái việc một cái sự phân công xã hội, dĩ nhiên khi đi ra ngoài xã hội tôi là ai, tôi làm tròn cái vai trò của một luật sư, giúp kiến thức, giúp họ cầm tay của đương sự tôi, cầm tay, nắm lấy bàn tay, đồng cảm san sẻ với khách hàng tôi. Còn khi về với vai trò của người phụ nữ trong gia đình, tôi không có quát tháo anh lấy em miếng nước, con phải làm này cho mẹ, thì như vậy không có gì phải quá đáng. Và các bạn biết không, thực ra thì trong chương trình thì chúng ta sẽ còn thấy là giỏi việc nước đảm việc nhà. Nhưng mà giỏi việc nước đảm việc nhà không phải là ra ngoài đường là quát là oan là như thế nào. Đảm việc nhà chạy vô chạy về nhà là phải nấu cơm, nấu nước, rửa chén, rửa bát, tất cả mọi việc. Tôi nghĩ là giỏi việc nước đảm việc nhà nó mang một cái tính chất tương đối. Khi anh biết được vai trò của anh ở ngoài xã hội và anh biết được cái vị thế của anh trong gia đình. Thôi bây giờ tôi chỉ nói khi người phụ nữ là luật sư đến tòa thôi, thì không có nói về những cái vấn đề khác. Vấn đề khác có thể là người ta sẽ giỏi hơn mình. Tôi chỉ cảm nghiệm trong chính bản thân tôi. Kể các bạn nghe, nếu luật sư nam á thì sướng thấy mồ luôn. Alo, cần việc gì đó, alo, nhậu đi, làm việc quán cà phê, làm việc trên bàn nhậu, có cái hay đó. Mấy anh luật sư nam thì giọng to lắm, đi vô là oang oang. Đó là cái tố chất của người đàn ông, mình phụ nữ mình không được. Tôi nói thật với quý vị và các bạn, tôi cũng không có sức khỏe nữa. Trong khi những cái luật sư nam họ có thể là đi tận cùng của đất nước, đi Cà Mau, đi Cao Bằng, Lạng Sơn để bào chữa, để bảo vệ. Còn tôi không, bằng cái vũ khí lợi hại của người phụ nữ. Tôi trước tiên tôi sẽ nói chuyện về tư vấn. Tôi mở văn phòng, có một cái chú đó khoảng hơn 70. Chú, tôi ngồi ở bàn đầu và phía trong là ông xã. Thì chú băng chú bước qua và chú nói tôi muốn tư vấn. Thì ông xã tôi lại chỉ tôi. Thì chú mặt sát vô mặt luôn. Đàn bà không đái qua ngọn cỏ. Thôi, tôi không tư vấn nữa. Và tôi đi về. Thì các bạn biết không, bằng cái vừa đùa, bực lắm chứ, trong bụng bực lắm luôn á, miễn sao tôi tư vấn được thôi chứ. Thì tôi mới cười, tôi nói chú ơi, thôi bây giờ như thế này đi, chú kể cái câu chuyện gia đình chú nha, chú kể cái vấn đề của chú nha cho luật sư tư vấn. Hôm nay tôi hứa với chú là tôi tư vấn không lấy tiền, còn nếu như trong trường hợp hôm nay chú nán đại thời gian đi, để chi, để cho luật sư nữ tư vấn đi. Nếu trong trường hợp chú không đồng ý thì chú có thể đến luật sư nam cũng được.
và bằng cái kinh nghiệm, bằng cái kiến thức, bằng sự thu phục. Và tôi cũng đã giúp ông đi hết một phiên tòa, làm hồ sơ dịch vụ pháp lý, lợi thế của người phụ nữ đó. Vụ tôi đến phiên tòa dân sự thì mình nữ mà, mình có cái lợi thế tiếp cận với các anh chị em bên tòa. Anh ơi, em cũng không có thời gian, thứ nhất. Thứ hai nữa là em cái lĩnh vực này em cũng đang còn trong cái quá trình học hỏi, có gì anh chỉ em nhá. Anh ơi, hôm nay đúng ra là em phải đến theo cái phiên tòa đó, tuy nhiên rằng hôm nay là em cũng có con nhỏ cho nên anh ưu tiên em. Tôi nhớ có một lần tôi đi ở phiên tòa quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đó, bầu nè, dược mặt luôn, tới tháng thứ 8. Anh, vì tôi đi đại diện ủy quyền mà, anh thẩm phán nói cho đại diện nguyên đơn, tôi đi đại diện ủy quyền, cho đại diện của nguyên đơn ngồi. Thì cái ông bị đơn cũng là đại diện ủy quyền bị đơn, ông mới lằng nhằng, ông bảo là tại sao cho cái cô kia ngồi mà không cho tôi ngồi. Thì thẩm phán mới nói rất là rõ, ông không thấy người ta đang có bầu. Các bạn ạ, ưu tiên đó, mà ưu tiên khi luật sư mang baby. Thì cuối cùng thì thẩm phán nói, bây giờ ông muốn ngồi ông trình bày đúng không? Ông muốn ngồi, tòa cho ông ngồi trình bày. Còn riêng nguyên đơn là đại diện ủy quyền của nguyên đơn, cô được phép ngồi để trình bày. Các bạn thấy không? Lợi thế lắm, nhiều lắm. Tôi chỉ kể đơn giản một vài ba những cái vụ kiện trong cái quá trình mà tôi đi tranh tụng ở tòa. Khi tôi là luật sư nữ mà đối lập mà quyền và lợi ích hợp pháp của tôi là luật sư nam, thì anh bạn đồng luật sư đồng nghiệp anh bảo thôi cho luật sư nữ, mặc dù là anh trình bày trước đó, thôi bây giờ cho luật sư nữ trình bày trước. Và thế là tôi trình bày. Có thể trong chất giọng của tôi nó không có có co lớn oan giữa một cái phiên tòa, tuy nhiên tôi lấy cái sự mềm mại, tôi lấy cái kiến thức, cái sự thu phục lòng người để làm, để ra tòa. Còn thì việc áp dụng pháp luật, việc tranh luận, việc đi một cái phiên tòa như thế nào, tôi vẫn không có một cái tình trạng là để cho khách hàng của mình sẽ cảm thấy à, khi mà tôi thuê bà luật sư nữ này dở quá, khi mà tôi thuê bà luật sư nữ thì bả có yếu thế hơn cái ông luật sư nam. Tôi vẫn thường nói với anh, mấy anh luật sư đồng nghiệp nam á, trời ơi, với cái mác anh dày nè, cái dáng anh dày nè, với trình độ anh dày nè, dáng mập mập như vậy á, mà ai mà đi ra mà thuê anh, giữa chọn luật sư Thu và anh thì anh ăn đứt Thu rồi. Nói như vậy không có nghĩa rằng luật sư nữ không có những cái lợi thế nhất định. Thôi thì cũng dông dài quá, thông qua cái video này tôi nói với quý vị và các bạn rằng luật sư nữ có những cái lợi thế, có những ưu điểm khi họ là luật sư, khi họ đồng cảm với những cái người bị đánh, bị đập trong một cái phiên tòa ly hôn. Để kết lại cái video này thì tôi vẫn được mọi người nói, mấy anh chị em trong tòa nói chị là luật sư của người phụ nữ. Và tôi trân trọng, tôi ghi nhận cái mác đó quý vị, luật sư của người phụ nữ. Video sắp tới thì tôi sẽ tặng quý vị và các bạn có tên là khi người phụ nữ trong phiên tòa ly hôn và tranh chấp tài sản. Các bạn nhé, các bạn nhớ đón xem khi người phụ nữ trong cái phiên tòa ly hôn và tranh chấp tài sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng hàng loạt video này để có thể cho quý vị và các bạn biết được những cái gốc khuất của phụ nữ của chúng tôi. Nhưng mà video này cũng không kén người xem đâu, các anh nam cũng có thể xem được, các anh nam, các quý ông, các quý đồng nghiệp nam vẫn có thể xem được nhé.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với chương trình Dân ta phải biết luật ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Quý ân nhân đã giúp đỡ làm cho chương trình ngày càng phát triển. Tôi hy vọng và tôi cam kết với một luật sư nữ, với luật sư Thu Đoàn và với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, tôi sẽ đến cho quý vị và các bạn những cái thông điệp rất là chất. Cảm ơn quý vị và các bạn.